máy giặt Toshiba D950SV và nhông để lừa luôn. Cái lỗi lúc nãy ta thấy nó báo lỗi là lỗi ép, thì cái lỗi ép mà xẹt trên cái bảng mã lỗi thì nè, thì sản xuất người ta cho là cái lỗi giặt quá nhiều đồ. Thực ra là mình tháo ra, anh nhìn thợ tháo ra mới thấy là nó vỡ hết nhông. Cái bộ lòng mè trong là của cái máy giặt D950, cái vỏ là vỏ của DC1000 và DZ1000 CV. Chào anh Toàn. Bây giờ anh thợ anh đang gắn vô, gắn hết vô để ta thử đem một cái bộ nhông của một cái máy kia sang. Cái nhông này thì nó vỡ tè lè tè lưa luôn. Hiện trạng máy thì như ban đầu mình đã nói nha các bạn, thì mở lên thì nó cựa được mấy cái là nó sẽ báo lỗi là lỗi ép. Lỗi ép này thì dòng máy giặt Toshiba này các bạn cứ xem trên Google là ra nhé. Thì bạn thợ này bắn lấy cái nhông mình nhiều đêm qua, giờ bạn đang gắn vô. Toshiba đời máy này là đời rồi đi. Rồi để tắm đi cho. Đây. Rồi nhớ nguồn. Chưa anh mà lỗi gì? Yasinam. Yasinam, Yasinam này đâu phải là hên. Là cái công tắc á. Giờ bạn nó đang kiểm tra lại cái công tắc nó báo lỗi chỗ Yasinam nha các bạn. Cái từ của cái kia là nó khác. Cái từ mà bạn này nó gắn. Vì là cái báo lỗi Yasinam này thì hai cái miếng từ bạn lấy bên kia sang này bạn phải đảo qua, miếng từ kia thì nó hơi bị gãy rồi, cho nên là phải dùng keo năm ngoài gắn lại. Còn cái từ nguyên á, thì bỏ vô nó không hết được, vì là nó có hai bộ, một bộ là của DZ1000CV và cái này thì D950, từ nó khác, từ một cái loại từ cơ và một cái từ bằng chạy bằng xung. Chạy ông âm ngủ quá. Tư vỡ từ tôi là lấy tư ở lưa. Đó, cấp nước lên. Cấp nước đèn sáng dịch lên. Thổi đi. Đang giặt đây. Lỗi ép nha các bạn. Đấy. Vỡ nhông, vỡ tè lè luôn, cái đám luôn, vỡ từ báo lỗi Yasinam luôn. Rồi dậy máy lên.